Chào mừng quý vị đang đến với tạp chí Địa ốc trên kênh truyền hình FPNC, và trong chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị các thông tin nổi bật như sau. FDI đổ vào bất động sản tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm. Năm 2016 hơn 150.000 tỷ đồng rót vào thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, thống kê của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều doanh nghiệp bất động sản kêu quy trình thủ tục thành phố Hồ Chí Minh quá chậm. Quý vị, Savills vừa công bố báo cáo đầu tư của thị trường châu Á Thái Bình Dương trong quý tư năm 2016, đề cập đến những xu hướng đang thịnh hành của các thị trường đầu tư bất động sản trong khu vực. Trong đó thì Savills nhận định sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam đã tạo nên kết quả ấn tượng trên tất cả các phân khúc bất động sản. Theo báo cáo của Savills, trong năm 2016, kinh tế Việt Nam là một điểm nhấn của khu vực Đông Nam Á, với tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng 6,21% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam đã trở thành một trong những nước phát triển nhanh nhất trên toàn thế giới. Việt Nam đã thu hút hơn 24 tỷ đô la Mỹ trên tổng mức đầu tư trực tiếp nước ngoài, bao gồm các khoản đầu tư đăng ký mới và các nguồn đầu tư bổ sung. Quý tư năm 2016, thị trường bất động sản Việt Nam tiếp tục cho thấy khả năng phục hồi với sự tăng trưởng ổn định trên nhiều lĩnh vực, bất chấp những biến động lên xuống của nền kinh tế toàn cầu. Các công ty bất động sản hàng đầu, đặc biệt là các công ty nội địa, đang chuyển hướng tập trung phát triển các dự án bất động sản giá rẻ và hàng trung để thu hút người mua, hướng đến lực lượng lao động trẻ, đối tượng chiếm phần lớn dân số Việt Nam. Trong đó, điểm nhấn là xu hướng nhắm đến các căn hộ nhỏ tại các địa điểm có giao thông thuận tiện với đầy đủ tiện nghi, giá cả cạnh tranh và các điều kiện thanh toán thuận lợi. Savills dự báo trong thời gian tới, diễn biến của thị trường sẽ giúp các phân khúc bất động sản tại Việt Nam tiếp tục giữ vững xu hướng tăng trưởng ổn định vốn có. Thưa quý vị, trong 2 tháng đầu năm 2017, nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI đổ vào lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam đã tăng mạnh đến 12 lần so với cùng kỳ năm 2016, thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hiện vốn FDI đầu tư vào bất động sản chiếm hơn 10% tổng nguồn vốn FDI trong 2 tháng đầu năm nay, đạt khoảng 345,5 triệu đô la Mỹ. Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, FDI tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2017 đã thu hút 313 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt hơn 2,02 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó, có 137 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 759,5 triệu đô la Mỹ. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 59% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, sản xuất, phân phối điện, khí nước. Tính đến tháng 2 năm 2017, Hàn Quốc hiện là quốc gia đứng đầu với tổng vốn đăng ký là 50,98 tỷ đô la Mỹ, chiếm 16% tổng vốn đầu tư. Nhật Bản đứng thứ hai với 42,49 tỷ đô la Mỹ, chiếm 14,3% tổng vốn đầu tư. Các vị trí tiếp theo là Singapore, Đài Loan, Hồng Kông, v.v. Theo Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản thuộc Bộ Xây dựng, thì tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị tồn kho bất động sản của cả nước còn khoảng hơn 29.500 tỷ đồng, giảm 4,7% so với tháng 12 năm ngoái. Và so với đỉnh điểm tồn kho vào quý 1 năm 2013, thị trường bất động sản đã giải quyết được hơn 3/4 lượng hàng tồn kho. Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản cho biết lượng tồn kho chủ yếu tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tập trung ở loại đất nền tại các dự án xa trung tâm, hạ tầng chưa đầy đủ. Trong đó, Hà Nội tồn kho trên 5.530 tỷ đồng, giảm 52 tỷ đồng so với tháng 12/2016. Thành phố Hồ Chí Minh còn tồn kho ở mức gần 5.520 tỷ đồng, giảm 283 tỷ đồng so với tháng 12 năm ngoái, giảm mạnh so với thống kê của Bộ Xây dựng hồi tháng 4/2016 là 7.730 tỷ đồng. Như vậy, sau gần 4 năm kể từ thời đỉnh điểm tồn kho vào quý 1/2013, thị trường bất động sản đã giải quyết được hơn 3/4 lượng hàng tồn kho. Thưa quý vị, báo cáo đánh giá tình hình thị trường bất động sản năm 2016 do Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HoReCa vừa công bố mới đây cho thấy, năm 2016 tín dụng vào thị trường bất động sản thành phố đạt khoảng 150.000 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 10,6% tổng dư nợ tín dụng của thành phố và chiếm tỷ lệ 35,2% tổng dư nợ tín dụng bất động sản của cả nước. Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HoReCa, năm 2016 tăng trưởng tín dụng của cả nước đạt khoảng 18,71%. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, dư nợ tín dụng trên địa bàn đạt hơn 1.374.000 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng đạt 19,3%, cao nhất cả nước. Theo HoReCa, hiện tỷ lệ nợ xấu toàn thành phố vào khoảng 3,79%, trong đó tín dụng vào thị trường bất động sản thành phố đạt khoảng 150.000 tỷ đồng. Chiếm tỷ lệ 10,6% tổng dư nợ tín dụng của thành phố và chiếm tỷ lệ 35,2% tổng dư nợ tín dụng bất động sản cả nước và nợ xấu bất động sản thành phố chỉ khoảng 2,6%, thấp hơn tỷ lệ nợ xấu bất động sản của cả nước. HoReCa nhận định, với quy mô tăng trưởng tín dụng lớn cũng đã tiềm ẩn nguy cơ tăng tỷ lệ nợ xấu có thể xảy ra trong trung và dài hạn, cần được tiếp tục giám sát chặt chẽ.
Trong đó, đáng lo ngại nhất là dư nợ vay tiêu dùng toàn thành phố đạt khoảng 202.000 tỷ đồng. Trong đó có đến khoảng 38% cho vay để xây nhà, sửa chữa nhà. Khoản vay này cũng cần được giám sát chặt chẽ để sử dụng đúng mục đích, vì người vay có thể chuyển tiền vay qua đầu tư bất động sản. Thưa quý vị, mới đây Hiệp hội Doanh nghiệp bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội thảo phát triển nhà xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị thì nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong phân khúc nhà giá rẻ, nhà ở xã hội đồng loạt than phiền rằng quy trình thủ tục thành phố quá chậm, thậm chí chậm hơn nhiều tỉnh thành lân cận. Theo ông Lê Hữu Nghĩa, giám đốc công ty xây dựng thương mại Lê Thành, doanh nghiệp này có dự án nhà ở muốn xin chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội nhưng mất đến 7 tháng vẫn chưa xong. Cụ thể từ tháng 7 2016, doanh nghiệp đã trình Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho chuyển đổi dự án nhà ở Lê Thành sang nhà ở xã hội. Đến tháng 10 2016, Sở Xây dựng đã có công văn trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét đề xuất này. Nhưng 2 tháng sau, Ủy ban Nhân dân thành phố lại có văn bản đề nghị Sở Xây dựng báo cáo rõ về tính pháp lý và giải phóng mặt bằng của dự án. Hiện Sở Xây dựng đã báo cáo lại, nhưng Ủy ban vẫn chưa có văn bản trả lời chính thức. Trong khi cái dự án này là dự án nhà ở thương mại đã xong hết 100% rồi, thậm chí có thể xây hoặc bình thường được, nhưng mà do chuyển thủ tục từ thương mại qua nhà ở xã hội chúng tôi phải làm thủ tục lại thôi. Và trong đó là có đầy đủ là hợp đồng công chứng mua đất đầy đủ hết rồi, có quyết định giao đất thành phố rồi luôn, nhưng mà lại có văn bản là hỏi là cái pháp lý đã bồi thường chưa, cái quy định chưa được rồi. Thì cái câu hỏi nó không để là bây giờ lại tiếp tục theo trình lại là cái kéo dài thêm mấy tháng. Và hiện nay có gì đã trình rồi luôn ở thành phố, trình ngày 2 tháng 2 năm 2017 đã trình thành phố rồi. Một doanh nghiệp khác trong phân khúc nhà ở giá rẻ là Địa ốc Hoàng Quân cũng cho rằng quy trình thủ tục cấp phép xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh còn quá chậm. Mặc dù hiện nay nói Sở Xây dựng là đầu mối, nhưng các dự án vẫn phải nộp hồ sơ lên Ủy ban Nhân dân quận huyện, sau đó hồ sơ mới từ từ chuyển sang Sở Xây dựng, rồi Sở Quy hoạch Kiến trúc, v.v. Như vậy là cái thủ tục cái quy trình quá chậm. Chúng tôi kiến nghị là thực sự phải làm sao Sở Xây dựng thực sự là đồng mối, là chủ trì một cửa, thì có như vậy thì nó mới đảm bảo được là cái thời gian sau như là đồng chí Bí thư mới vừa gợi ý thì chúng tôi mới tin là mới làm được giống như các tỉnh như vậy. Trước ý kiến của các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ông Lê Văn Khoa cũng đồng tình rằng quy trình cấp phép với nhà ở xã hội hiện nay quá phức tạp. Ông đề nghị hiệp hội trở thành một kênh tiếp nhận các vướng mắc về quy trình, thủ tục của các doanh nghiệp trong hiệp hội để trình ủy ban tháo gỡ. Riêng thành phố, ông chỉ đạo Sở Xây dựng nghiên cứu đề án để trở thành một đầu mối về thủ tục xây dựng đúng nghĩa cho các doanh nghiệp. Trước giờ Sở Xây dựng vẫn là cơ quan thường trực, cơ quan đầu mối của các chương trình nhà ở xã hội, nhà ở chung cư trước 75, nhà ở kênh rạch và các loại nhà ở khác. Tuy nhiên hôm nay thực hiện chỗ đồng chí Bí thư là thêm một ý nữa là đầu mối đúng nghĩa. Tức là thay vì đầu mối thì anh phải đi một cửa, anh phải đi lo hết các nơi cho doanh nghiệp, đi sở kế hoạch, đi sở ACB, rồi sau đó anh tổng hợp lại báo cáo trình với ban thôi. Chứ còn nói là đầu mối nhưng mà rồi doanh nghiệp phải cầm hồ sơ đi sở ACB, CC thì thật ra sự đầu mối đó nó chưa đúng nghĩa. Đúng không Tuấn? Vậy thì chúng tôi sẽ đề nghị là anh Tuấn nghiên cứu và đề xuất cái mô hình đó là từ Sở Xây dựng sẽ làm đầu mối một cửa để giải quyết các cái vấn đề thủ tục quy trình cho doanh nghiệp. Cũng theo ông Khoa, với các quy trình bị kéo dài, do doanh nghiệp không đáp ứng kịp các yêu cầu theo quy định, thì các doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm. Riêng với các quy trình bị kéo dài do thủ tục hoặc do sai phạm của cán bộ nhà nước, ông sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo tháo gỡ hoặc đề xuất lên cấp trên. Vừa rồi là phần đầu tiên của tạp chí Địa ốc. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2 với những tin tức đáng chú ý trong thị trường bất động sản thế giới. Giá nhà tại Sydney, Úc tăng nhanh nhất trong vòng 15 năm qua. Thành phố New York của Mỹ sẽ mở cửa 90 nơi ở mới cho người vô gia cư.